cô chưa đi câu cá không? Là tôi với em vô nè. Lan Ngọc chơi dơ. Rất dơ. A few moments later. Thôi rồi, 10 ly nước tôi chung chè rồi. Cô nghĩ móc đi nhà xe 55.000 thôi. Nếu mà mua nước phải đưa menu cho người ta chọn chứ. Em nói sửa tôi về là em đổ máu nữa. Bánh bao nhà nhà ghiêu. Lần thứ hai Gil tham gia chương trình bảy nụ và chúng tôi đã bào được 10 cái bánh bao từ nhà của Gil. 90DE Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, nha. Bánh bao hủ tiếu Nam Giang xíu mại nha mọi người ơi. Tại vì biết sao nghe đồ. Trời ơi, em biết anh xuống ký anh mua trà sữa để mà giúp anh đăng ký hả? Giúp anh đăng ký hả? Không, anh bảo là mua trà em. Đúng rồi, trời nè, nó xuống nè. Mất cái bụng luôn á. Mất cái bụng luôn á. Có gì gì để bằng em. Đây là ông của em ngày hôm nay. Rất ngon và rất lên cân nha mọi người. Ngon lắm. Rất ngon ạ. Trà sữa nhà là vệ sinh an toàn thực phẩm thì khỏi cần phải bàn nha mọi người. Đây số 1, giảm cân nhưng mà rừng vẫn ghiền nha mọi người ơi, vẫn ghiền nha. Không, thật sự mệt mệt mà làm đi trà sữa là tỉnh liền. Phượt luôn à. Gài thế nào à. Nói chứ nới cái dây này ra đi rồi 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 ai gọi được. Ngọt nghèo, ngọt uống nước. Mấy con anh được là Sugar Daddy. Sugar Daddy. Anh là Sugar. Ủa là hôm nay là con sếp gì vậy? Con sếp Sugar Dad. Yeah, Sugar. Nói dây ra hết đi, chú đổi được không sao này. Bây giờ nó chặt cũng phải đổi mà đúng không? Đâu còn món khác để đổi đúng không? Kệ này đi. Cái hộ chấm chấm năm chấm hói. Chấm hói quýnh mày luôn á. Thôi. Cái tập này là anh sắc liền, anh đẹp trai liền. Trời ơi, một hồi nữa người ta ra người ta quay. Không, quay thiệt mà, cho đẹp trai thiệt mà. Cái này là thương hiệu của tôi không cần. Trời ơi, anh nên sống mấy ngày đi. Không, được, không có cần. Rồi một hồi nữa chơi, một hồi nó ra nó chảy xuống đen đen. Chân mày tụi em cũng chảy hả? Trời ơi, tay mày nó phải thấy đâu. Ủa? Ừ. Ai quýnh cái đầu anh bầm hai mơ. Cái này dễ lao không à? À bé Ngọc nó phải sợi 3D cho anh á. Đó.
nó, mình phải vẽ sợi dài vậy nè, người ta mới tin là tóc thiệt. Là một sợi nó phải qua bên đây. Đang điêu khắc tóc đó. Hồi đó giờ tôi thấy điêu khắc chân mày quá trời. Rồi, giờ có điêu khắc tóc. Thôi là bé Ngọc với bé Ngân, chứ nãy giờ tôi qua vẽ là tiếng lực giật chọn. Trời ơi. Trời ơi. Nó ra cái hệ thống gì vậy trời. Không, cái chỗ bên bé Ngân làm đẹp nha. Thì nhìn giống thì còn chỗ bé Ngọc làm giống như là mấy con gà mà chưa nhổ hết lông. Đó. Cái này là tóc thiệt luôn á chứ bộ. Trời ơi, nghĩ sao bên em một kia. Trời ơi, xuống quá. Không kéo thì nó kêu hèn. Đúng thiệt chứ. Cuộc đời nó cái gì cũng được. Cái gì? Em là người thách đấu với tôi hết lần này tới lần khác. Anh Lực, lý do gì sao mà bùa này anh mạnh quá vậy anh Lực? Anh muốn đông trùng hạ thảo mỗi ngày em à. Hả? Cái đông trùng hạ thảo ở đâu bán? Bên bốn e kim cương vàng đó em. Khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Lặt cái chỗ mà có cái hình anh đại diện đó ha. Đúng vậy. Ra tất cả một lúc có thể gồng được 2 cô. 2 cô. Đó là giờ muốn âm trùng hạ thảo khô đúng không anh? Đúng vậy. Khô hay tươi? Khô. Loại ướt uống cũng ngon, loại khô uống cũng ngon. Loại ướt thì không nên xào, loại khô thì mình xào. Nói chung là uống đông trùng hạ thảo anh Lực, con gái uống thì sẽ xinh đẹp, còn con trai uống á thì sẽ rất là hơn thua với phụ nữ. Không, ông nghĩ là anh Lực phải nha. Không, chả là nó kéo tôi té đó. Nó kéo tôi phải té với bộ. À là nãy là bé Ngân nhường cho anh Lực á hả? Chứ bé Ngân cũng khỏe dữ lắm đúng không em? Khỏe lắm. Em sợ anh Lực bị mất mặt đúng không? Sai lầm nhất cuộc đời tôi là đi chơi cái kéo co đó, thì sẽ có những sai lầm trong cuộc đời mà mình sẽ mãi mãi mình nhớ. Tính ra là bé Ngân biết nghĩ cho anh Lực. Bé Ngân không để cho anh Lực thua phụ nữ, mà bé luôn bé Ngân để cho anh Lực với hình ảnh hơn thua phụ nữ. Cái đó bị vô thế rồi chị. Thua cũng sao mà thắng cũng hèn. Sau 4 mùa hình ảnh của tôi rất đẹp thì mùa thứ 5 tôi bị chính những đứa em của tôi bôi vào hình ảnh của tôi. Thanh danh bao nhiêu năm trời vinh dự. Cũng mấy bạn nó đấu tố tôi xong rồi, mấy bạn nó thắng thì cũng không được mà thua cũng không được. Tôi vô một cái thế phải gọi là tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận. Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận. Gặp ngay một cái team toàn là dân chơi dơ không? Gần càng già càng thơm. Đầu tiên đội mình thắng 1-0. Em khoái chứ, ví dụ mà tính là vừa cũng bị kêu kéo cái anh nhảy qua em đó. Đội phó tính nha, đó là ý kiến đội phó. Tại vì tôi vô đội là có bầu rồi, đội trưởng đội phó đàng hoàng, đội trưởng đây đội phó. Nếu mà đúng là đội trưởng đội phó. Bởi vì tội nhiên anh không nghe lời. Tội gì? Bé, dùng cái chữ nghe lời với luôn. Cái là thôi đời đó. Cái là vị trí mà ngang bằng nhau và lớn hơn người ta sử dụng chữ hợp tác. Đúng không? Đúng rồi. Nó trân trọng. Chữ nghe lời là ở dưới anh Lực, ở dưới anh Lực. Tại để thấy em chọt hơn nhiều nha. Dạ, dạ, dạ nha. Đây tôi thấy em là giống như kiểu mà hàng sớm mà nhiều chuyện, chọt để phá gia can người ta đấy nha. Dạ. Đây là những cái con người mà đi phá gia can người ta. Không có đâu, chị nói vậy im mà. Im cái gì? Nó xạo mà dễ râu hả? Nhưng mà nhìn mặt hai người giống nhau không? Đây. Không không. Giống như mà đồng mũi giống nhau, thầm râu bên kia đậm hơn. Đây lưng tôi chị thấy rồi. Thấy mấy người giống giống. Rồi, sự nghiệp của Khánh là ảnh hưởng từ anh rất nhiều đó nha. Đừng giận. Không, đúng, đúng, đúng. Có hôm nay anh Lực giống như là cục gơm, em muốn bôi là bôi. Tội nghiệp quá anh nhìn. 4 mùa, lúc nào cũng là ông chú vui tính. Đây là chương trình 7 nụ cùng dơ. Thấy có ai đồng đội 4 mùa liền mà bây giờ mà bôi được người nào là bôi liền, thấy không? Cái vẫn còn cay lắm nè quý vị à.